nay buổi trưa đến làm phiền bác Cường đi. Bác Cường anh em nói chuyện điện thoại mấy lần rồi anh ạ, chưa lần nào gặp mặt. Nó đúng ở cũng không xa nhau lắm. Đến bác để Cường, bác ấy có cái vườn. Nói chung là mấy ông bán cây này em quen hết, toàn ra ngồi lê la không. Có cái vườn gọi là đang chuẩn bị phải nâng cấp cái nhà lên, cho nên là muốn giao lưu đi một số cây. Thì thực tế là phôi, nhưng mà phôi khá chất lượng. Xong tí nữa bác Cường cứ đọc cái số vào đây để anh em liên hệ nhé, đỡ phải hỏi em. Đấy, sẽ cố gắng đi từng một cái cây một để các bác nghiên cứu và có thể alo cho đồng chí Cường. Đây, ông chủ đây. Không gian chơi cây rất đẹp, nhưng mà sắp xây thêm cái chỗ này nên là không để được. Đấy. Mà cứ đọc cái số luôn đi cho anh em người ta biết, có gì gọi trực tiếp. 0961 667 559. 0961 667 559. Đấy, tên Cường ở đoạn Cầu Diễn ấy, Phú Diễn ấy, Hà Nội. Đó. Đến qua trực tiếp giao lưu. Giá rất rẻ. Ví dụ như mà con khủng bố này thì khoảng bao tiền để các bác biết sơ sơ, rồi đến thì có thể cụ thể sau. Tầm ngoài chục. Ngoài chục. À. Ngoài chục. Đấy, cốt hay đấy. Cốt hay đấy. Này mà. Đúng đấy. Giá thì hợp lý rồi. Có điều ai chắc là không biết các bác nào may mắn xem được đây không, ở gần không thì qua không, nhưng mà bác nào mà chuyên cây nên đến này gom về mà kinh doanh hoặc là làm thêm. Cốt khá là hay. Anh nhiều cây không anh? Đấy. Cao tầm 60-70. Mình đam mê đấy, chứ không phải mình vươn bạn. Đấy. Đấy, ngoài chục một tí thôi. Hợp lý rồi. Nam Điền xịn. À, sau để alo cho chú Tùng Bắc Ninh đang làm múc được, thích hàng to. Tính tất cả cái này đầu tư là 100 triệu ấy. Đấy, nhưng mà bây giờ thôi thì công việc của mình thì chịu. Nó là phôi nên là quay nó hơi khó, nhưng mà cái cốt can rắc rớp này là thấy rất ok. Bắt cắt cụm này đi để nhìn này. To chưa? Mà nó lấp dẹp hết cái này thôi. Làm khoảng 3 bông thôi mà. Lùn, làm 5 bông nó cao lắm. Làm điền. Cái này mà mang một số cây ra gửi ở Mỹ Đình là hay. Mấy ông bán mình nó cây đấy ngạn. Đây. Chân bệ này. Cái kia là chân bệ. Cái đấy nuôi là đẹp. Chân bệ rất ok. Thứ nhất là chân bệ này. Đây, tán là giật ra có rồi. Đấy. Chân bệ cột. Mẹ này, những cái mầm thở đang nuôi. Tay chi một này ra hết rồi. Đó. Rồi, ngoài một chục tí để xa tí để view lại cho bác xem. Đấy, mình xong cứ báo giá sơ bộ từng cây một, xong rồi anh em có cảm thấy hơi nắng. Cây này thì bao nhiêu? Đấy, cứ đọc sơ là người ta biết thấy hấp dẫn là người ta đến. 5 triệu, ta hỗ trợ làm gì có 4-5 triệu cây bẹ đẹp như thế. Đẹp không? Bẹ đẹp không? Bẹ ổn, bẹ rất hay. Chơi chơi cái bẹ còn tay cạnh nào đưa 35 là mấy bẹ. Đấy. Em tự đục đấy được hay là vâng, em đục đấy. Cái này đợt trước lấy về là bẹ nó thô lắm anh ạ, nó vắt này, nó vắt một cái dãy to từ đây. Đây nó vắt đây này, nó vắt đến đây luôn. Đấy, xong em bóc cái rễ đi. Nó vắt đi về. Đấy, cốt này cũng hay. Bóc đi rồi. Anh bảo những cái rễ to nó vắt lên mình xấu. Thế này mà sau thì về vẫn phải cố gắng chơi lại đâu. Chứ không thể bỏ được. Đấy. Cái đấy hoàn thiện là cũng mới cắt. Cứ nuôi không phải cắt. Cắt đúng rồi. Đấy. Trên này là cái gì trồng một tầng nữa đấy, trồng một tầng nữa đây quá ổn. Không nên đâu, nên bọn nó đấy, dưới để đi một loạt xanh cái đó. Đấy, bây giờ ông này thì bao nhiêu? Bác cứ nói nhá, từng cây một. Cây đấy bẹ đẹp lắm, cây đấy không rối bẹ đâu. Nói để anh em biết mà đến rồi. Anh em mà đấy, cứ thiện chí thì alo thôi. Cốt mình toàn cốt đẹp thôi. Thiện chí alo mà giá thì hợp lý. Chơi cả mới luôn. Cây nào cũng bạ chuẩn luôn. Còn cây này thì tí làm sao? Phải bắt cả lố chứ không được cho bán tỉa. Bắt cả lố giá rẻ luôn, kệ kiếc bán hết. Không cho lấy lẻ đâu. Lấy lẻ cũng được. À, lấy lẻ cũng được. Lấy lẻ tất nhiên là giá nó sẽ tăng hơn không? Con này thì chắc là mềm nhắn hơn cả. Đây ông này. Bây giờ không chơi cái to nữa. Ông này. Cây này là rất là nếu mà người nào nuôi cái này là chuẩn. Đẹp ổn nhất nhưng mà rất khó quay vì là đang phôi đang nuôi thả. Rất khó quay. Toàn là điền cả đầu tư ác đấy. Điền kìa. Này. Mua người ta cũng làm bơm hết rồi, về là mình khỏe ngay. Hôm trước bà em là 2 đồng mấy nhỉ? Phải nhỉ? À, cái này cũng trên chục đấy. Cây đấy đâu? À cây này á? Ừ. Cây này đấy mua 2 đồng mấy đấy. Này. Mua 2 đồng 7 đấy. Đấy và anh Tuấn xem có để được cây đấy không? À, để cái đấy chơi là nó cũng không em to mua, quá. Mua 2,7 triệu. Không to quá. Thực tế là cái chậu nó hơi to thôi chứ còn không phải là mình phải đẩy ngọn ra đây thì nó mới dẻo anh. Từ trước ngọn nó thẳng ở đây. Cắt đi. Hôm trước chụp ảnh cảm giác nó bé bé ra đây to thật. Đấy nó ôm tùm. Nó là điền đấy. Đấy nhìn. Lá bé tí luôn. Cũng gì phết đấy. Đấy, em mới thay đất xong ấy cho phân rồi nó to. Đấy, ông này ở trên trục kìa. Nếu mà thật ra nếu mua rẻ thì mua lẻ thì nó khó, mua đổ đốn thì rất là rẻ. Đúng rồi. Cây giả lắm. Mà on mà bệ đẹp. Thế là đang nuôi bệ cực kỳ luôn. Cái tí luôn. Đấy, cốt kinh khủng luôn đấy, không phải đơn giản. Cốt này mà ra ngoài quán thì nhiều tiền đấy các bạn, nhiều tiền lắm. Đấy, còn rất là khủng. Này, con này chắc mấy đồng thôi. Ôm được nó về thì hơi vất. Tùng La Hán này cũng hay chứ nhỉ. Đấy, khu vực này sau có cái đường nó chạy qua đây, cho nên là phải dành đất để ra làm văn phòng. Đấy. Tùng thiện chí thì cứ alo thôi, quay hết từng cây một. Điều là đây là sinh quê, điều là mình đến thì nói chuyện nó dễ hơn, nhưng mà sơ bộ là khoảng giá là rất là hợp lý rồi, thậm chí là rẻ. Đấy. La Hán thác đổ. Ở đây chắc là không có cái nào được phép vượt hơn đúng không? Không được vượt. Đây những nhà này là nhà xây trước. Cái này này xây năm, cái này 2 năm là cái này là thuộc trường bây giờ thì có nhiều điều. 4 tầng 1 tôm thôi. Còn dân mình bây giờ có thấy thoải mái chắc. Ai cũng xây 7-8 tầng. Mấy ông lên xây xây cái gì mà cũng cấm như thế này. Cứ còn như quy hoạch, cứ còn cứ cấm cái đã. Cấm để lấy tiền. Kiểu là cứ phải cấm cái đã. Tính sau. Đấy. Điền thác đổ này. Cái này mà cho cậu bé anh không chơi được cái này. Cái này khác gì cái kia. Cái này dặn rất nhiều cây già chưa anh? Già lắm rồi đấy. Cán lão. Ai vào cũng thích cây này. Cây này nó già lắm. Nam Điền. Đấy, ông này thì vậy thì ghi gớm rồi. Đây này. Em còn mấy cây to ăn để dưới ăn mộc viên nữa. Dưới Cần Phú ấy, vườn có đục mà chắc là ra hay là mấy cây to. Mấy cây đấy là cẩu mấy tấn ở phòng vườn các đồ. Con này mà lên đây cũng phải cẩu đúng không? À thang máy nhỉ, đúng rồi. Đấy. Đến đây yên tâm là có thang máy, không phải bê bộ xuống đâu. Không bê bộ thôi. Đấy. Anh Tuấn có tên Tùng nào chưa? Tên Tùng này đến cái capo là nó có cái thế này rồi. Nhưng mà mình khi chơi kiểu bay bay rồi mình cắt ngọn đi. Con xanh cốt à, chưa. À, con này con đang đang trên xe rùa này cũng hay đấy chứ. Cốt chuẩn về nuôi cây cày sao? Bẹ trải luôn. Điền tin. Đấy. Con này là cũng khoảng bao nhiêu? 5-7 triệu cho đi. Đấy. Cái này ông nào mà chơi được thì hay quá, về là đang mở vườn thì phải chơi thì hay quá. Chân quỳ. Nếu mà ai mà vườn mới xúc hết thì giá quá rẻ. Thực tế là như thế. Ai nhận không? Ai móng rồng này, đấy, hôm nay nuôi toang đây xong cho quả xuống. Hay quá. Mấy cây xanh Nam Điền xin được rồi. Có mấy cây xanh Nam Điền thì còn tinh rồi. Cây làng này cũng hay đấy nhé. Cây quê ấy, là quê. Làng. Rất hay. Đấy, cây này thì khoảng bao tiền không? Cũng ngoài chục anh ạ. Ngoài chục. Đấy được cái chậu tàu nữa. Riêng chậu tàu đã 2 triệu rồi. Bông biết đầy đủ rồi. mới thay đất nên là thay đợt này nó đang chết răm. Đấy. Bệ biết bệ như điền nhỉ. Già anh thấy già nó như thế mà không phải ít năm. Mấy chục năm. Rất thoáng cây. Rất thoáng cây. Hầu như những cây xanh quê hầu như phải cắt răng ra nhìn thấy chú nó cẩn thận lùi vừa. Không, cái này cao. Cao nhưng mà hứng cái là người mình kinh của trẻ con này. Đấy. Đấy là sơ bộ một số cây Bắc Cường. Tất nhiên là phôi nó quay nó hơi khó để nhìn, các bác lên nhìn thực tế thì nó sẽ rất là hay. Toàn những phôi chất lượng Nam Điền, đa số là Nam Điền cả. Đấy, không gian như thế này. Đất đai đang rất sốt nên là giải phóng đi thôi. Cây tạm thời gác lại. Đấy, các ai bán yêu thì liên hệ Bắc Cường, số thì đọc lúc đầu đấy. Với lại địa chỉ là đoạn Cầu Diễn, Phú Diễn ấy. Cứ đến alo là có tiền. Alo là có cây. Ưu tiên cho những ai mà vừa mới bánh cả cụm luôn, giá rẻ bất ngờ. Cả chậu cả kệ có hết. Thang máy xuống tận chân ô tô. Đấy. Đến thì alo bác nhá. Rồi. Để nói chuyện tí là say nắng quá.